Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game. Game mình chơi sao? À, đây có tướng rồi. À, bấm vô mấy cái này để mà. Ủa sao để là game Tam Quốc mà sao giờ nó ra là một con game hữu hành vậy ta? À, chắc là Tam Quốc hữu hành. Dạo này thấy mấy con này cũng khá là nhiều nè. À, đồ thì ra nó có nổ luôn hả? Trời, hữu hành mà cũng có mang giày, mang dép nữa ta. Gì vậy? Hồi nãy có hướng dẫn đầu game heo bấm qua mẹ nữa rồi. Ok, rồi giờ làm gì? À, thêm lên hả? À, ok. À, nó chuẩn bị bự lên nè, xét xuống nè. Bự lên nữa. Ok, chúng ta đã có sắp xét. Đây, xét dán xuống, đồ. Nhưng mà không bự. Ơi, nhưng mà hai con này đủ sức đỏ hết cả đàn quân rồi, còn què gì nữa đâu. Chà, trâu nha. Đồ, mà con nó trâu á. À, cái điều hồi nãy giờ là đi luôn gánh nặng rồi đấy chứ. Này, à, nâng cấp hả? Cấp lên gì đây? Có đồ, có tướng trong này luôn hả? Đậu xanh con cóc. Vẫn chưa hiểu cái con game này là cái thể loại gì luôn. Đậu phộng. Cái này là cái gì đây trời? Còn có A-Shape luôn cho nó hả? Đậu xanh. Rồi tới thứ gì nữa đây trời? Á đồ mà cộng lên luôn hả? À, nó như con tướng vậy chứ còn gì nữa đâu. À, nó chuẩn bị lên nữa nè. Ok, rồi đã hiểu sơ sơ. Đó, đậu xanh rồi nó lên luôn rồi đó. Rồi cái này là cái cục gì đây? Má bắt đầu hơi bị cuốn nha. Đồ, nhưng mà cơ bộ cũng không ổn ha. Nó qua bên này nó gần nhau quá, hồi nãy phải cách xa ra là được rồi. Nó gần quá mình cũng hồi hộp anh em. Má méo biết nó đánh nó giết được không nữa. Cái bên này nó méo ăn thua nè, có thằng này qua đây nè. Đó. Có thằng này nó còn quả mai ha. Ok. Như là bên này là phép, bên kia là thường hay gì á. À đồ má đúc chết. Ô. Oh, có nỏ luôn hả? Đậu xanh con cóc. Cái này lấy đâu ta? À là nhiệm vụ mới ra hả? Bà mẹ. Rồi đâu có nâng cấp lên được gì đâu, phải đánh cho nó qua luôn rồi. Không cho nó mặc đồ được luôn, gì có đồ méo đâu mà mặc. Thôi, ra ngoài kiếm coi nó có phi cái gì không ta. Đây, thể lực vàng. Cái này gì ạ? Quà nạp. Full VIP 16. 86.000 kim cương. Cũng đúng rồi, con game này mới mà. Ai biết nó ra sao đâu. Ê, 10 tệ, lợm. Má đang nghèo gặp cái eo nữa. Trời, có tệ nữa nè. Ok. Trời ơi, cái túi là cái nào ta? Ở đậu phòng. À đây nè. À đồ. What the hell? Cái đéo gì trong túi tao vậy? Anh em có thấy điều gì không? Trời. What the hell? 20, 100, 200, 300, 500, 10, 1000, 30, 60, 80, 400, 800, 1500, 2000, 3000. Để tổng hết lại coi. 3000 với 2000 là được 5000. 5000 với 1500 là 6500. 6500. Đây 6500 với 500 nữa là 7000. 8000. 8800. 9000. 9400. 9700. 9800. Rồi cộng hết cái đám lâu la này lại cho 10.000 đi. Đậu phộng. Trời, game phi 10
Bự ngàn tệ, rồi làm sao cắn được đây, đậu xanh. Méo cho cắn kìa. À đây nè, lên level, level 35 mới cắn được. Đậu phòng, cái này gì vậy? À, ui cái đó là... Ủa, vé tệ đó là ăn gái hả? Thế mà cứ tưởng. Ok, ok, nhưng mà hồi nãy thấy có bộ khá là nhiều á. Bỏ qua, bỏ qua. Có code nãy gì không ta? Dấu nhập code ở đâu đây? Cái gì đây? À, này là nạp, thôi nghỉ. Ok, ok, cái này vòng quay. Lệnh bài, lệnh biết gì đây không biết. Rồi, túi, đăng nhập nè, quà này chắc đăng nhập nè, đăng nhập 7 ngày nè hả? Ok, còn cái này điểm danh. Rồi đúng rồi, bé tệ rồi, nó quy mẹ nó trong túi hết rồi, còn gì nữa đâu trên này. Cái này, ủa còn không có quay tướng, quay tiết gì đâu đây hết nữa. À đây nè, đây nè, đây nè. Ok, ok, chúng ta có một lần quay tướng hả? Đồ, má một con tướng đỏ luôn. Dạ, quay tướng cũng hơi bị chua ha. Cái gì ạ? Rung cây hả? À, rung 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 vàng. Cái gì ạ? Này không phải ấy đâu, mừ này là mừ vàng á, mừ vàng bạc á. Thôi buổi này mình cũng phải nên cẩn thận ha. Cái gì ta? Mảnh. Đồ level 35 chúng ta mới ăn được. Má mà quất một cái 10.000 nè ha. Ê coi cái cao nhất coi, coi cao nhất là 3.000. 2, 4, 6, 1 triệu rưỡi. 1 triệu. Trời ơi. Ê tính cái ngàn coi. Ngàn là ra 1.000 tệ là 500.000 kim cương. Vậy là chúng ta có 5 triệu. Đó vậy đi. Dễ tính. Chúng ta có 10.000 tệ mà. Ok ok. Hôm còn gì hôm hơn nữa đó, chúng ta có 3 con tướng rồi hả? À đi chiêu mộ tướng ở đây rồi ra ngoài để cho nó giữ hành. Hiểu rồi hiểu rồi. Ê lỡ rồi, mở luôn 10 lần coi. Cái gì ngon không, cái gì ngon không đó. Ok ok. Cái gì nữa đó, thêm con nữa. Trời trời trời, tướng đỏ không á. Ok được 3 con tướng đỏ rồi, đi giữ hành là ngon lành luôn. Sợ chi mà mưa rơi. Đó, đây nhóc luôn. Trời ơi. Ba đồ quỷ nè, em chấp hết. Ok, ok. Trời ơi, nó đứng cỡ dày rồi đánh gì nữa mấy chú. Thôi, rút quân đi về đi nha. Đó. Trời ơi. Rồi, đánh đi, đánh đi. Chạy đâu cho hỏi nè, chạy đâu. Mà đồ má mấy con tướng đỏ sao đánh yếu vậy ta. À, mấy con này là mấy con có giáp nên là đánh sát thương thường cho nó là thua ha. Sát thương vật lý là thua rồi đó. Đó là chỉ có sát thương phép mới ăn được nó thôi. Nè đó, kiếm hánh rớt xuống vô đầu. Độc nè ha. Xét đánh nè. Rớt vô đầu nè. Nó không qua bên này cho mấy con bên này đánh luôn á. Trời trời trời, game này cầm chắc vẫn thắng trong tay rồi. Nhưng mà cái này, ủa sao farm được ta? Ê farm được nè. Ê ăn thử coi để mà ăn VIP chứ. Đúng không? Ăn tệ ăn tệ. Ok ok, mà quan trọng thể lực đủ không cái đã. Gì vậy gì vậy? Tới mức gì luôn rồi. Chà game này chơi có bộ bị cuốn nha. Mới kêu ra đây để làm gì? Thôi vô đánh tiếp chứ đúng không? Đồ. Ủa à hồn tướng, hồn tướng. Đồ đánh tới đây là được hồn tướng. Nhưng mà méo biết mở được con tướng rồi không? Nên từ từ đi. Bớt dụ dỗ người khác lại. Đó, lên đánh hải tinh anh luôn hả? Được. Hải tinh anh tao chấp. Ok ok. Tinh anh tinh yết gì không biết. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Trời trời trời. Mày chạy đi đâu? Một thằng một nó chấp hết luôn. Ê cái này hay nè hả? Cái này giống y như là chơi thủ hành mà theo dạng tướng á anh em. Cái này nâng cấp tướng là nâng cấp mấy cái trụ này lên luôn.
Đó, có tướng ngon là có rượu ngon ha. Nhưng cũng khá là thơm nữa anh em. Kiểu thấy là ngon đấy. Ê. Thơm 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 à, mà chưa biết chỗ nhập code để đi nhập code cái. Code ở đâu ta? Nhập code ở đâu ta? À, đây. Code ở đây ha. Giờ chúng ta có 3 cái code. Nhưng mà méo biết được cái gì không? Được một hòm đầu đỏ hả? À, đã tướng đỏ bao nhiêu đó mà nó đánh còn không được nữa thì hơn nữa rồi nó đánh làm sao? Ê, cái này hình như nhập không được ha, hết hạn rồi đó. Ok mẹ nó đi. Rồi Ok. Má vô đây là thấy tệ không là thấy sao xuyến lòng người thiệt tình. Rồi thôi anh em nào có chơi thì tải về ha. Con game thấy cũng khá là vui và bổ ích. Thử quay tướng thêm lần nữa coi. Rồi đâu rồi. Level 35 chúng ta mới có thể ăn được con tư cái ấy đầu tiên. Thôi kệ mẹ nó đi. Để quay tướng cái đã. Vui là được ha. Đâu mà có con tướng vàng kia. Hoàng kim luôn. Đều. Trời, hình như là hoàng kim này ngon nhất luôn hả ta? Đó. Để auto cho từ nó sắp. Nè, con tướng vàng kim rồi nãy nè. Hoàng kim, đó. Đồ ngon. Chắc định là ngon ha. Rồi. Bảo đảm là nó không có chạy tới được đây đâu. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Link theo để dưới phần miêu tả. Game khá là ngon. Mà nó méo có chạy xuống dưới đâu nên là thôi. Để cho nó đứng đó đi. Đó. Nghĩ sao vô nó đánh cái một vậy mà. Chắc chạy level còn xa lắm chúng ta mới cần phải nâng cấp tướng nữa ha. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.